Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 10 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị những thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về những nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Cạn có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lý Thế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế của nước ta đã và đang chịu tác động nghiêm trọng. Tăng trưởng GDP quý 1 chỉ là 3,8%, thấp nhất trong 10 năm qua. Trong đó có một số ngành là thế mạnh của Việt Nam nhưng tăng trưởng thấp như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4% so với tháng 2. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bất động sản, hàng không, hoạt động cầm chừng, thiếu nguyên liệu, thu hẹp quy mô lao động. Dự báo năm nay tăng trưởng GDP cả năm sẽ chỉ ở mức khoảng 5%. Về giải ngân vốn đầu tư công, tinh thần của chính phủ là giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019 và năm 2020 với số tiền lên đến 700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ đô la Mỹ. Để tháo gỡ những khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, triển khai các gói hỗ trợ về chính sách tiền tệ, tài khóa, an sinh xã hội, trong đó gói tiền tệ lên tới 300.000 tỷ đồng và tài khóa 180.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành và các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, chung sức đồng lòng ngăn chặn dịch bệnh. Các bộ ngành địa phương cũng cần tập trung hết sức hơn nữa để chấm dứt tình trạng trì trệ, chậm trễ, xử lý các điểm nghẽn, nhất là những dự án giải ngân vốn đầu tư công. Trong công tác chỉ đạo phải cụ thể, sáng tạo trên tinh thần biến nguy cơ thành thời cơ để tái cơ cấu kinh tế với những giải pháp mạnh mẽ trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cùng với xuất khẩu cũng phải chú trọng hơn nữa thị trường trong nước. Bên cạnh sản xuất và lưu thông, cần chống đầu cơ tăng giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú ý đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo động lực mới từ truyền thông, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, vượt khó đi lên, ổn định sản xuất và đời sống xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ ngành khẩn trương xây dựng các kịch bản để phục hồi, đưa nền kinh tế bật dậy nhanh, nhất là ở các vùng trọng điểm. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành y tế huyện Trợ Mới đã chuẩn bị các khu vực cách ly với đầy đủ giường bệnh, trang thiết bị cấp cứu cùng thuốc, hóa chất, vật tư và nhân lực. Trung tâm y tế huyện Trợ Mới đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh, tổ chức thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng đáp ứng việc giám sát, khoanh vùng và xử lý khi phát hiện thông tin nghi ngờ có dịch. Hiện nay số giường bệnh được chuẩn bị là 10 giường, đang sắp xếp thêm 10 giường nữa để sẵn sàng sử dụng nếu lượng bệnh nhân đông. Ngoài ra, huyện Chợ Mới cũng đã sử dụng trạm y tế xã Thanh Thịnh để làm bệnh viện dã chiến. Hiện tại, trung tâm y tế huyện Chợ Mới có đủ bình oxy phục vụ cấp cứu, 3 máy thở, chuẩn bị 8.000 khẩu trang và 200 bộ quần áo bảo hộ. Đội ngũ y bác sĩ đã được tập huấn về công tác phòng bệnh, có khả năng xử lý tình huống cũng như điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, qua công tác giám sát, nắm tình hình trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn một số cá nhân tổ chức có biểu hiện chủ quan, lơ là. Cá biệt có những trường hợp cố tình không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát và phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi phạm về khai báo y tế như không khai báo, khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ phòng chống dịch, truyền tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật,
gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường. Nếu có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý về hình sự. Thưa quý vị khán giả, mặc dù dịch COVID-19 tại nước ta đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đã xuất hiện một số ca nhiễm bệnh trong cộng đồng. Điều này làm dấy lên lo ngại dịch còn có thể lây lan. Trước tình hình này, tỉnh Bắc Cạn vừa thành lập các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ những tuyến đường kết nối với tỉnh khác để kiểm soát chặt chẽ những người từ nơi khác vào tỉnh. Ngay sau đây là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hoạt động của các chốt kiểm dịch này. 22 giờ, xe cộ trên tuyến đường BOT từ Thái Nguyên đến huyện Chợ Mới vẫn khá tấp nập. Các thành viên chốt kiểm dịch làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ Lịch liên tục đo thân nhiệt và lấy tờ khai y tế của lái xe. Bên cạnh đó, những thành viên khác của chốt cũng tất bật để giúp các phương tiện có thể nhanh chóng tiếp tục hành trình. Dù hơi mất thời gian, nhưng các lái xe cũng vui vẻ hợp tác. Gần đây anh có đi đâu hoặc là từ chỗ vùng dịch về không? Không. Anh khai báo y tế những cái chỗ này thì anh chỗ nào sốt hoặc không sốt anh ghi tích số không của cho em. Không tích vào bên không á. Vâng. Nếu mà mấy gần đây mà có biểu hiện như là các biểu hiện như thế này thì anh tích vào. Vâng. Càng về khuya, mọi người trong tổ chốt dần thấm mệt, lượng xe đi lại cũng giảm dần. Xung quanh người dân cũng đã đóng cửa đi ngủ. Cả đoạn đường ngoài chốt kiểm dịch mới thành lập này chỉ còn trạm kiểm soát lâm sản và thú y sáng đèn. Đây chỉ là một trong số 13 chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới được tỉnh Bắc Cạn thành lập. Tất cả các tuyến đường từ tỉnh khác vào Bắc Cạn đều đã có chốt để kiểm soát người qua lại. Những người có biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ được cách ly ngay để tránh dịch bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh. Đầu tiên là xuống là kiểm tra thân nhiệt. Kiểm tra nhiệt thứ hai là xong là tờ khai y tế là họ là sẽ là làm ra cái tờ khai y tế trong cái quá trình đi lại là đi ra những đâu có những vùng dịch hay không. Và phải làm những cái công việc có tiếp xúc với những cái trường hợp bệnh ở những cái vùng dịch hay không. Thành phần tại các chốt kiểm soát gồm có lực lượng công an, dân quân tự vệ, y tế, quản lý thị trường. Số lượng các chốt từ 12 đến 15 người, hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất do mới thành lập, nhưng các chốt đã nỗ lực khắc phục, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Sáng nay một số anh em còn ăn mì tôm, uống nước lã để mà chống cái dịch Covid này, đó là trách nhiệm chung thôi. Tình trạng khó khăn chung thì cả địa phương và cả đất nước thì chúng tôi sẵn sàng bỏ công sức ra để chống cái dịch này cho tốt cùng với các ban ngành. Cũng mong các cấp trên và các ban ngành để tạo điều kiện giúp đỡ cho cơ sở vật chất, chỗ ăn, chỗ ở rồi thì tạo điều kiện cho các cái tổ chúng tôi để hoàn thành tốt trong cái chiến dịch này. Sắp bước sang ngày mới, nhóm phóng viên chúng tôi rời chốt kiểm dịch. Trên đường xe cộ vẫn đi lại và công việc thầm lặng của những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch vẫn tiếp tục với hy vọng không lâu nữa cuộc sống của người dân sẽ trở lại như trước khi có dịch. Năm 2019 vừa qua, mô hình kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều khởi sắc, đa phần các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập khá cho người lao động và các thành viên. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã có phần chững lại. Nhiều hợp tác xã bị sụt giảm doanh thu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đã hơn 2 tháng nay, hợp tác xã Bảo Tâm phải đóng cửa không hoạt động do học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Thời gian trước đó, doanh thu của hợp tác xã có được chủ yếu từ việc đóng học phí của trẻ mầm non, nên hiện tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi nguồn thu không có, hợp tác xã vẫn phải trả các chi phí hàng tháng như tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, nộp bảo hiểm xã hội. Từ Tết Nguyên đán đến nay, hợp tác xã Bảo Tâm đã thiệt hại hơn 300 triệu đồng. 14 giáo viên và nhân viên cũng phải nghỉ làm không lương. Đối với hơn 2 tháng qua thì chúng tôi vẫn phải duy trì để làm sao để đảm bảo được cái tiền thuê địa điểm cũng như là đóng nộp tiền bảo hiểm cho lại cán bộ giáo viên. Tuy nhiên mà nếu như mà dịch COVID-19 mà còn kéo dài nữa thì chúng tôi cũng có lẽ là cũng không thể tiếp tục duy trì được để mà sau khi hết dịch chúng tôi quay trở lại để làm việc. Rất là khó khăn. Dù không phải tạm dừng hoạt động như hợp tác xã Bảo Tâm, nhưng các hợp tác xã nông nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản trong tỉnh cũng chịu những tác động không nhỏ từ dịch COVID-19.
Nhiều hợp tác xã hiện đang tồn đọng hàng hóa do sức tiêu thụ chậm. Một số cơ sở kinh doanh, đại lý phân phối tạm thời đóng cửa, không nhận thêm hàng cũng khiến các hợp tác xã lâm vào cảnh khó khăn. Trong cái thời điểm này thì hợp tác xã Minh Anh cũng có những khó khăn nhất định. Một là các mối hàng ngoài tỉnh thì dừng nhập hàng hợp tác xã. Và hai là hàng trong tỉnh thì bán rất là chậm. Và thứ nữa là nguồn nguyên liệu giống nấm thì tại Trung tâm Phát triển Giống Nấm Hà Nội thì không thể vận chuyển cho hợp tác xã vì đang trong thời gian cách ly. Và hợp tác xã thì doanh thu hiện nay là quá ít. Và hiện nay hợp tác xã cũng đã cho người lao động nghỉ tạm thời, không có lương. Thời gian gần đây, nhiều hợp tác xã trong tỉnh đã tạm ngừng sản xuất để phòng chống dịch COVID-19, nên người lao động và các thành viên không có thu nhập. Thống kê sơ bộ của các hợp tác xã cho thấy, trong quý 1, doanh thu của nhiều đơn vị đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Cùng với đó, hoạt động của các hợp tác xã ở lĩnh vực phi nông nghiệp cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dù vẫn mở cửa đón khách, song lượng người đến mua hàng hóa chỉ còn thưa thớt. Nhiều hợp tác xã đã tìm những giải pháp tạm thời để vượt qua khó khăn trước mắt như đẩy mạnh bán hàng online, duy trì các mối hàng quen biết, bán nhỏ lẻ ở phạm vi gần. Tuy nhiên, tình hình cũng không mấy cải thiện. Trước những khó khăn mà các hợp tác xã đang gặp phải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn đang tìm giải pháp tháo gỡ. Các hợp tác xã thì họ cũng kiến nghị là cái hỗ trợ cái người lao động bị ảnh hưởng do dịch theo cái quy định chung. Thì ở đây tỉnh chúng ta cũng phải cũng có cái tác động để làm sao mà có cái hỗ trợ chung cho người lao động, hỗ trợ hợp tác xã. Chúng tôi cũng đã có cái văn bản để động viên, chia sẻ khó khăn với họ và đồng thời là định hướng cho họ là trong cái thời điểm dịch này chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước để làm sao mà chúng ta đảm bảo được qua khỏi cái đợt dịch này chúng ta bước vào sản xuất được ngay. Cùng với những giải pháp trên, các hợp tác xã cũng mong muốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ, giảm lãi suất, giảm tiền thuế, phí, giãn thời gian nộp thuế và bảo hiểm hoặc có những gói chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho các hợp tác xã ổn định sản xuất và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý. Theo số liệu của Cục Thống kê Bắc Cạn, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong 3 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 toàn tỉnh đạt gần 310 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với quý 1 năm trước. Trong đó, công nghiệp khai thác tăng cao nhất, tăng hơn 13%, đạt hơn 86 tỷ đồng. Với công nghiệp khai thác thì khai thác đá xây dựng tăng gần 17%, với gần 90.000 mét khối đã khai thác. Khai thác đá tăng cao chủ yếu để phục vụ thi công một số tuyến đường giao thông có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, công nghiệp chế biến đạt gần 200 tỷ đồng, tăng gần 6%. Ngoài ra, công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước cũng tăng so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, vận chuyển thì việc giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tăng trưởng trong quý 1 là rất đáng mừng. Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản trồng xong vụ dông riềng năm 2020, đạt 92% kế hoạch. Năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 520 hectare dông riềng. Đến nay, người dân đã trồng xong hơn 480 hectare. Diện tích dông riềng tập trung ở các huyện như Ba Bể 150 hectare, Na Rì 300 hectare và Bạch Thông gần 50 hectare. Chỉ tiêu trồng dông riềng năm nay giảm là phù hợp với nhu cầu thực tế và quy hoạch chung trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Tuy diện tích giảm, giá có thể tăng, song ngành nông nghiệp vẫn khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân cần phối hợp chặt chẽ trong liên doanh, liên kết tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tinh bột dông riềng, tránh tình trạng được mùa mất giá hay được giá mất mùa. Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản và Thương mại Dịch vụ Thanh Nhàn có địa chỉ tại thôn An Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, triển khai trồng thử nghiệm hơn 6 hectare cây bí đỏ. 33 hộ dân tham gia dự án được công ty cung ứng giống, tập huấn khoa học kỹ thuật và hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo Hội Nông dân thị trấn Nà Phạc, qua khảo sát cho thấy cây bí đỏ phù hợp với chất đất, khí hậu và được nhiều hộ dân ở thị trấn đã trồng nhỏ lẻ trước đây. Ngoài ra, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí đỏ không phức tạp nên phù hợp với trình độ của các hội viên nông dân ở địa phương. Bí đỏ sau khi trồng khoảng 3 tháng sẽ cho thu hoạch, có thể thu hoạch được nhiều đợt tùy thuộc vào việc chăm sóc cây.
Hiện sau nửa tháng trồng cây bí đỏ đã được 6 đến 7 lá và đang sinh trưởng, phát triển tốt. Còn tại huyện Chợ Mới, những năm qua mặc dù diện tích trồng mía của người dân đã giảm, tuy nhiên năm 2020 huyện Chợ Mới vẫn đặt chỉ tiêu trồng 38 ha mía. Hiện nay người dân đã trồng được 5 ha, đạt 13% kế hoạch. Diện tích trồng mía nhiều nhất của huyện Chợ Mới vẫn tập trung tại xã Cao Kỳ và rải rác tại một số xã khác. Những năm trước đây, cây mía đem lại giá trị kinh tế cao, vì vậy trong cơ cấu cây trồng chủ lực của huyện vẫn có tên loài cây này. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giá mía đã giảm rõ rệt, người dân chủ yếu bán lẻ nên diện tích mía thu hẹp lại. Nhiều hộ dân không mấy mặn mà với việc trồng mía nữa. Hiện nay, một số diện tích trồng mía trước đây đã được người dân chủ động chuyển đổi sang cây trồng khác, đem lại hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị khán giả, cây mận sớm là cây trồng vốn đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều người dân huyện Ngân Sơn và là một trong những cây trồng chủ yếu ở địa phương này. Mỗi vụ mận sớm, một hộ dân có thể đem về tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của thiên tai, cây mận sớm tại một số vườn bị mất mùa, không cho thu hoạch. Năm 2015, gia đình ông Bán Văn Trưởng ở thôn Phia Trang, thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn, trồng hơn 30 gốc mận chín sớm. Cây mận sớm phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên sinh trưởng phát triển tốt. Sau 3 năm cây cho thu hoạch, mỗi vụ, ông Trưởng thu hái mận đem xuống thành phố Bắc Cạn bán, được khoảng 30 đến 50 triệu đồng. Nguồn thu nhập từ mận sớm giúp gia đình trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của mưa đá, vườn mận của gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác ở Phe Trang, mặc dù vẫn xanh tốt nhưng tỷ lệ đậu quả chỉ dưới 10%. Lác đác trên cây mới thấy có vài quả. Năm nay diện tích mà là cũng không cho thu hoạch được, do vừa rồi là do thiên tai trận mưa đá là gây ra hoa rất là nhiều, nhưng mà do trận mưa đá là gây rụng quả hết. Giả là to bằng cái đầu đũa là cũng phun thuốc. Kích thích vào thuốc đầu quả là cũng không mang lợi cho gia đình, không thể thu hoạch được. Vậy những cây không có quả. Còn gia đình ông Hoàng Văn Nước trồng tới 50 gốc mận sớm, đến nay cây mận đã được hơn 10 năm tuổi. Nhìn những cây mận to, xanh tốt, sum suê cảnh lá, nhưng ông Nước rất buồn vì do ảnh hưởng của thiên tai mà bao công lao chăm sóc bấy lâu, năm nay coi như mất trắng vì không đậu quả. Giờ lên vườn, ông Nước chỉ biết cố gắng tiếp tục chăm sóc, mong chờ vụ thu hoạch năm sau và hy vọng thiên tai không gây thiệt hại nữa. Mưa đá, cái mận lúc xuống mưa đá thì là cái thời điểm đang ra hoa. Thì sáng hôm sau lên thì sẽ trụ hết cả hoa và cành. Đấy, chính vì đó là năm nay là mận mất mùa. Và vừa rồi lại thêm một trận nữa là đây cũng ảnh hưởng nhẹ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng vấn đề hoa quả. Và cây cối nó cũng bị thương. Năm nay là gia đình mình thu hoạch. Năm nay xác định là mất mùa rồi. Chỉ chăm sóc cây cho nó tốt rồi, chờ sang năm xem thế nào thôi. Thì đối với cái diện tích mận sớm thì hiện nay thì như năm nay là cái thời tiết nó cũng bất thuận. Do vậy là một số diện tích thì cho cái năng suất, cái sản lượng nó cũng thấp. Do vậy là đây cũng là một yếu tố khách quan. Đấy. Hiện nay có những địa chỉ như ở trong Trung Hòa có cái thôn Cảng Cào, mà thôn mà có cái diện tích cũng tương đối lớn. Và chỗ Nà Phạc là có thôn Phe Trang, đấy, cũng có. Thì theo phản ánh của bà con là thấy rằng là năm nay so với năm ngoái thì cái khả năng là cái sản lượng nó đã giảm hơn. Được triển khai từ năm 2011, đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của một số loài cây ăn quả ôn đới Đài Loan tại tỉnh Bắc Cạn đã giúp diện tích mận sớm tăng lên đáng kể và cho hiệu quả kinh tế cao. Được bà con tin tưởng, nhân rộng ra các vùng khác trong tỉnh, trong đó có huyện Ngân Sơn. Đến nay, toàn huyện có khoảng 30 ha diện tích mận sớm, trong đó 20 ha đã cho thu hoạch. Trước diễn biến tình hình thiên tai ngày càng phức tạp, ngành chuyên môn đã khuyến cáo người dân hãy chủ động tìm hiểu và có những biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp để đem lại hiệu quả kinh tế ổn định. Thưa quý vị khán giả, năm nay tỉnh Bắc Cạn kỷ niệm tròn 120 năm thành lập. Tuy nhiên, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Cạn không tổ chức tại nhà văn hóa tỉnh như kế hoạch ban đầu. Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Cạn đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Đặc biệt từ khi tái thành lập tỉnh năm 1997 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, sự đoàn kết nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nên Bắc Cạn đã có những đổi thay toàn diện. Phát huy truyền thống yêu nước, vượt khó của quê hương cách mạng, tỉnh Bắc Cạn quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình truyền hình kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh sẽ được phát sóng vào 10 giờ và 20 giờ ngày 11 tháng 4, phát lại vào 20 giờ ngày 12 tháng 4. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Thưa quý vị khán giả, là tỉnh miền núi có bề dày lịch sử 120 năm xây dựng và phát triển, người dân Bắc Cạn bên cạnh những nỗ lực phát triển kinh tế còn có đời sống tâm linh phong phú. Dù số lượng không lớn nhưng nhiều ngôi đền chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã có từ rất lâu đời, là nơi người dân gửi gắm những niềm tin và hướng đến những điều tốt lành trong cuộc sống. Nhắc đến đền chùa ở Bắc Cạn, không thể không kể đến chùa Thành Long, ngôi chùa có lịch sử hàng nghìn năm và độc đáo của người dân Bắc Cạn. Tương truyền, chùa Thành Long có từ thời nhà Lý, do nằm hoàn toàn trong hang đá tự nhiên, phần cửa hang giống như miệng con rồng nên được gọi tên là chùa Thành Long. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chùa được sử dụng làm nơi cất vũ khí, đạn dược và trú ẩn của bộ đội ta. Bác Hồ cũng đã từng ghé thăm và nghỉ lại ở ngôi chùa này vào năm 1951. Chùa được chia làm hai phần là chùa Thiên với Thượng Điện và Trung Điện. Phần hai là chùa Âm hay còn gọi là Hạ Điện. Đường dẫn vào các điện đều là các bậc đá đơn sơ. Sau nhiều lần khôi phục và tôn tạo, đến nay chùa Thành Long không chỉ là nơi thờ phụng của nhà Phật mà còn là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Còn mọi năm nó nặng đông lắm, mấy giờ mỗi năm cứ chưa có xây cái này khiếp. Hôm mùng 6 ấy, ngày Tết ấy, đông 6 mùng 7 đi đông lắm, chen nhau đi chứ mà thằng đá thì đổi rồi lịch sử lắm, nó tự nhiên tự thấy là chưa xây không bằng là cái hang đá trên này tự nhiên lắm. Nó cứ như kiểu mình có tượng, có giết, tưởng tượng như đúng như thế. Không nổi tiếng như chùa Thành Long, nhưng chùa Phố Cũ ở thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể cũng có lịch sử từ rất lâu đời. Theo ghi chép, chùa Phố Cũ có từ khoảng thế kỷ thứ 18, được người dân dâng hương từ tỉnh Cao Bằng về. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa được dùng làm nơi giấu vũ khí của bộ đội nên bị Pháp ném bom bắn phá, khiến chùa bị hư hỏng nhiều, chỉ còn lại nền đất và bia đá. Sau khi hòa bình lập lại, người dân địa phương vẫn thờ phụng tại bia đá cũ. Đến khoảng năm 1985 thì chùa được tôn tạo lại, trở thành nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của người dân địa phương. Chùa thì coi như chùa của muôn dân thiên hạ, thì mọi người ở đâu cũng đến, thì coi như đến đây gọi là chùa có tâm linh thì mọi người cũng đến đây, thì đã đến chùa thì cũng phải có tâm đấy, có tâm làm tròn cái trách nhiệm ở trên chùa Phật, chùa Mẫu. Cái thủ tục của nó thì là cầu mùa cầu màng hàng năm, rồi là cầu an cho dân, rồi là hàng năm thì coi như đến 15 tháng giêng là xuống đồng, tức là tọt con phong, rồi cho ít thân cho ít thân thiết hạ để coi như là có hội liên tục. Nhưng mà đến thiết hạ mà đến 15 tháng giêng ấy thì là coi như là hội đồng đánh con. Không chỉ có hai ngôi chùa kể trên mà ở Bắc Cạn còn rất nhiều đền chùa khác theo biến động của lịch sử và thời gian nay đã không còn, như chùa ở xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, chùa ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, ở xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, vân vân. Những ngôi đền chùa với lịch sử lâu đời là minh chứng cho nền văn hóa đặc sắc của người dân Bắc Cạn. Vâng, Bắc Cạn không chỉ là quê hương cách mạng anh hùng, kinh tế ngày càng phát triển, mà đời sống tâm linh của người dân trong tỉnh cũng hết sức sâu sắc. Đền chùa chính là nơi để người dân cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống an vui, thái bình.
Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.